Vâng, thưa quý vị, nhắc đến ma túy thì chúng ta nghĩ ngay đến tác dụng lệ thuộc, tức là gây nghiện. Trên thực tế, ma túy còn có thể gây ngộ độc cấp tính khi lần đầu sử dụng, hoặc dùng lại sau thời gian dài không dùng, hoặc dùng quá liều. Vậy cơ chế gây ngộ độc của ma túy mà cụ thể là ma túy tổng hợp là như thế nào? Những thông tin sau đây sẽ phần nào giúp quý vị có câu trả lời. Theo các bác sĩ chuyên ngành cấp cứu và tâm thần học, tác động cấp tính của ma túy tổng hợp có thể gây nên tình trạng trụy tim mạch do hưng phấn tim mạch quá mức, gây thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, đặc biệt có thể gây suy hô hấp khiến người dùng ngừng thở nhanh chóng. Điều mà các bác sĩ lo ngại nhất hiện nay đó là chưa có thuốc đặc trị giải độc cho ma túy tổng hợp, chủ yếu chỉ dùng thuốc an thần cho bệnh nhân. Các giám định viên của Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an thì không ngạc nhiên trước những vụ ngộ độc ma túy gây hậu quả đáng lòng trong thời gian vừa qua vì ma túy tổng hợp có gây cơ chế ngộ độc khác hẳn ma túy hữu cơ là heroin. Thực tế, việc sử dụng ma túy và các chất kích thích trong điều kiện chật chội, bí bách như các lễ hội cũng trở nên nguy hiểm với những người có tiền sử bệnh về tim mạch, huyết áp. Họ dễ bị kích thích mạnh, hưng phấn quá mức, dẫn đến đột ngột, ngất tại chỗ, thậm chí tử vong.